Trời ơi là trời, người ở đâu hết rồi người ơi? Sao vậy em? Đang ở trong văn phòng làm việc mà. Dạ, em lập hồ sơ rồi phỏng vấn đã cực rồi. Bây giờ tuyển được người vào làm thì lại làm việc không hiệu quả. Còn người làm được việc thì tính tình kỳ cục quá à. Lại lập hồ sơ, phỏng vấn, tuyển dụng nữa. Kiểu này mệt mỏi luôn vậy đó. Cười không nổi luôn đó trời. Xin chào các bạn thân yêu và thân mến nhé. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau tại một khóa học mới rồi đây. Chào các bạn có biết khóa học này tên là gì không nè? Nhưng trước tiên chúng ta cùng nghe qua câu nói này nhé. Tài sản quý nhất của các doanh nghiệp chính là con người. Wow, một doanh nghiệp có nhiều vốn trang thiết bị hiện đại cũng không bằng công ty có nhiều người có năng lực phù hợp đấy nha. Nhưng không vì thế mà người nào chúng ta cũng đón nhận vào doanh nghiệp mình đâu nha. Chỉ có những người tài giỏi, giao tiếp tốt, kỹ năng uyên bác và đặc biệt phải phù hợp với doanh nghiệp đó thì mới được các doanh nghiệp săn đón về thôi. Vâng, vì thế mà nhà lãnh đạo tài ba James C. Collins đã cho ra đời một câu nói rất thâm thúy. Nếu như công ty bạn là một chiếc xe, bạn hãy mời những người thích hợp lên xe và những người không thích hợp xuống xe các bạn nhé. Các bạn ơi, ông bà ta cũng có câu: sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Cuộc sống của chúng ta là thế đấy. Và trong kinh doanh nói chung, các nhà tuyển dụng nói riêng, nếu họ cứ tuyển dụng theo cách cũ, theo phương pháp truyền thống mà ai cũng làm được thì đã dẫn đến nhiều sai lầm rồi lại lận đận và dẫn đến rủi ro cho tổ chức. Sự việc thật là buồn quá đi. Vậy các chuyên gia có cách nào giúp nhân viên tuyển dụng của chúng tôi tìm được người tài không vậy các chuyên gia ơi? Các bạn yên tâm nhé, chuyên gia Bellus đã thực hiện tuyển dụng suốt hơn 20 năm trời, ra quyết định tuyển dụng hàng chục và hàng ngàn trường hợp, rút ra được rất nhiều bài học xương máu. Và bây giờ đây chúng tôi muốn truyền lại cho những người làm nhân sự, COO, các cấp quản lý nhằm giúp cho tổ chức mình tuyển dụng được người phù hợp lên xe đây. Một câu hỏi với các bạn nha, có phải chúng ta mỗi con người đều có những ngưỡng như là tư duy nè, tâm nè, sự hy sinh nè, sự kiên trì và tính chịu khó khác nhau phải không các bạn? Đúng rồi, đúng rồi, mình là chịu nóng, chịu lửa không nổi rồi đó. Trời, bà có duyên đó nha, ai hỏi chuyện lý tính đâu. Nếu dùng phương pháp truyền thống hoặc những công việc, những cấp bậc hay chức vụ khác nhau mà dùng chung một phương pháp phỏng vấn mà thôi thì khó mà nhận ra được ngưỡng thật sự và ngưỡng cao nhất của một con người đâu các bạn. Mỗi người một chức vụ, mỗi ứng viên thì áp dụng một phương pháp tuyển dụng đầu vào khác nhau sao? Tôi làm tuyển dụng gần 2 năm trời rồi mà nghe các chuyên gia nói vậy cảm thấy phức tạp quá nhỉ? Không phức tạp đâu các bạn ơi, khi bạn tham gia vào khóa học nâng tầm chuyên viên tuyển dụng 1.200 đô này, các bạn sẽ được các chuyên gia chúng tôi hướng dẫn cặn kẽ, biết được ngưỡng của ứng viên đó các bạn nhé. Mọi người có thấy cảnh này quen không nè? Đây là sự thật đó các bạn, có rất nhiều người có suy nghĩ thói quen, không nghe, không nhìn, không nói và thậm chí là sử dụng đồng nghiệp làm tương tự như vậy. Nhưng sự thật là vậy đấy bạn, gặp vấn đề dù nhỏ hay lớn thì có rất nhiều người tỏ thái độ chê bai, chỉ trích, ngại khó, ngại học. Vậy giả sử doanh nghiệp của tôi có nhiều con người như thế này thì chuyện gì xảy ra nhỉ? Thất bại là cái chắc rồi các bạn ơi. Theo tôi thì tôi sẽ đuổi việc ngay cái con người này, đuổi hết đi. Này này này, bạn ơi, bạn cứ bình tĩnh nha. Sao bạn lại quá nóng tính quá vậy? Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà phải không các bạn? Tôi nghĩ là đuổi việc thì không khó, nhưng tổ chức mình đã tốn biết bao nhiêu công sức, thời gian quý báu, tài nguyên hữu hạn phục vụ họ, để rồi phải tốn thêm khâu đuổi việc. Hay, tôi nói thiệt chứ bộ, nói vậy thôi tôi cũng thấy thiệt là tốn nhiều chi phí quá đi à. Với khóa học online tương tác nâng tầm chuyên viên tuyển dụng 1.200 đô một tháng sẽ giúp bạn hạn chế tối đa rủi ro cho tổ chức mình, cũng như cái ghế chuyên viên tuyển dụng mà bạn đang ngồi sẽ vững vàng hơn và giúp bạn thăng tiến hơn nữa đấy. Với việc nâng tầm này, bạn sẽ đạt tỷ lệ tuyển dụng người phù hợp trên 90%. Wow, hơn 90% à, con số này tuyệt vời quá vậy. Mà có đúng là vậy không các chuyên gia ơi? Các bạn cứ tham gia khóa học nha, các chuyên gia sẽ giúp bạn có được điều bạn muốn đấy. Và con số 90 này thì bạn sẽ biết ngay khi hoàn thành xong khóa học.
Các bạn có biết không? Biết gì hả các chuyên gia? Các bạn có biết rằng một doanh nghiệp có tồn tại và phát triển hay không là có phần đóng góp rất to lớn của chuyên viên tuyển dụng các bạn đó nha. Ồ, tuyển dụng quan trọng vậy sao ta? Mình nghĩ cũng bình thường mà. Khóa học nâng tầm chuyên viên tuyển dụng 1.200 đô một tháng được trình bày bởi các chuyên gia có trên hơn 20 năm đảm nhận các chức vụ giám đốc điều hành, giám đốc kinh doanh, giám đốc nhân sự tại các tập đoàn kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau của Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Singapore, Việt Nam. Các chuyên gia đã phỏng vấn đánh giá năng lực cho hơn 35.000 người nữa đó các bạn. Ngoài nhiều năm kinh nghiệm, các chuyên gia này còn có học vị tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân. Các bạn ơi, các chuyên gia này còn có thành tựu đáng tự hào đó là phát triển thành công, công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam đó nha. Các chuyên gia có cùng khát vọng phát triển con người, phát triển doanh nghiệp và phát triển đất nước nữa, nhằm giúp tăng thu nhập người Việt Nam trong top đầu ASEAN đấy các bạn. Wow, các chuyên gia này coi bộ PR được đó nha. Còn mình thì mình thích nhất khát vọng cùng góp sức, góp trí để xây dựng đất nước mình giàu mạnh mà thôi. Các bạn ơi, chúng ta cùng các chuyên gia tìm hiểu về chuyên viên tuyển dụng chỉ có thu nhập 1.200 đô la Mỹ một tháng khi họ thực hiện được các việc sau đây nhé. Thứ nhất, đó là cấu trúc doanh nghiệp có lợi nhuận cao, họ hiểu sâu sắc nguồn gốc của bộ máy quản trị và vận hành. Thứ hai, chuyên viên tuyển dụng phải biết trình mạch về competence và performance đấy nha. Để từ đó họ biết cách tuyển dụng được đội ngũ đạt được mục tiêu kinh doanh đúng với đặc thù của tổ chức mình. Và đặc biệt các chuyên viên tuyển dụng nhìn được tướng và tâm của các ứng viên thực tế như thế nào để làm nguồn tham khảo thêm cho quyết định tuyển dụng. Wow, các bạn thật là may mắn khi được các chuyên gia Balance chỉ dẫn từ gốc rễ bản chất của sự việc rồi mới đến trọng tâm của thành công trong nghề là gì đó nha. Vì thế khóa học này rất là phù hợp với những ai làm nhân sự, các cấp quản lý CEO và đặc biệt là ai muốn thử thách đảm nhận chức vụ chuyên viên tuyển dụng một cách chuyên nghiệp và bài bản đấy nha. Như bạn cũng biết, đầu vào như thế nào thì sẽ ảnh hưởng đến đầu ra như thế. Các chuyên viên tuyển dụng là những người đóng vai trò quan trọng cho việc tuyển chọn đầu vào. Tuyển nhân sự con người cho doanh nghiệp nên bạn cần phải luôn nâng tầm mình lên để xứng đáng với mức thu nhập 1.200 đô la Mỹ một tháng mà các chuyên gia Balance truyền nghề cho bạn nha. Vâng, với hơn 20 năm kinh nghiệm quản trị thực dụng, các chuyên gia Balance luôn xem bạn là trọng tâm của khóa học. Với quan điểm này, bạn sẽ được thưởng thức rõ các nội dung trọng tâm nhất nè, chất lượng nhất và đặc biệt nhất luôn nha. Bạn sẽ được tương tác trực tiếp với chuyên gia và bạn được tải về tài liệu, quy trình, biểu mẫu thực hiện đến thành công trị giá 28.622 đô la của chuyên gia đang tư vấn tại các doanh nghiệp từ tập đoàn lớn đến các doanh nghiệp mới khởi nghiệp biên soạn dành cho bạn đấy. Wow, nhìn con số 28.622 là biết tài liệu này có giá trị như thế nào rồi. Các chuyên gia làm tôi bắt đầu tò mò với những bí mật trong khóa học này rồi đây. Các chuyên gia ơi, cho tôi hỏi câu này nha. Tại sao các chuyên gia Belen lại trao cho chúng tôi bí kíp trị giá hàng trăm triệu đồng như vậy? Tại sao lại có công ty chuyên tư vấn quản trị doanh nghiệp lại cả gan dám trao công nghệ hành nghề này vậy ta? Các chuyên gia có thấy mình liều lĩnh quá không vậy? Các bạn ơi, sau nhiều trăn trở cân nhắc, Belen quyết định trao cho bạn những bí quyết kèm theo quy trình biểu mẫu được đúc kết suốt hơn 20 năm kinh nghiệm áp dụng cụ thể để bạn trở thành người có thu nhập cao trong top đầu ASEAN. Và đó là khát vọng, là mục tiêu chính của Balan đấy các bạn. Lần đầu tiên có một công ty chuyên tư vấn quản trị doanh nghiệp dám làm điều này đấy. Balance cũng rất mong bạn hãy ủng hộ Balance bằng cách không chia sẻ, không phát tán bất kỳ nội dung nào của khóa tương tác này. Sự ủng hộ của các bạn sẽ là động lực giúp cho các chuyên gia còn tâm huyết chia sẻ nhiều bí quyết khác, giúp bạn thành công nhanh hơn, bền vững hơn đấy các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Wow, các chuyên gia này thật là vĩ đại quá đi. Tôi xin hứa sẽ làm đúng những lời chuyên gia dặn dò và chú tâm tham gia khóa học này. Cảm ơn các chuyên gia rất nhiều nhé. Các bạn ơi, hãy tham gia khóa học online tương tác nâng tầm chuyên viên tuyển dụng 1.200 đô một tháng ngay để nhận được nhiều ưu đãi giảm giá lên đến 30 và 40% nhé. Được tặng những món quà hấp dẫn như là sách Bạn là triệu phú nè, voucher ăn uống, quà tặng giải trí khác nữa. Vì thế, các bạn hãy nhanh tay đăng ký khóa học nhé. Số lượng và thời gian áp dụng ưu đãi chỉ có giới hạn mà thôi các bạn ơi. Công cụ chọn nghề hành nghề đầu tiên của Việt Nam. Xin cảm ơn bạn và xin hân hạnh phục vụ bạn tại website www.bạnlatrieuphu.com. Học online các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại khóa học ngay và luôn nhé.